Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự, và đề tài thứ hai lại tập trung vào cuộc phỏng vấn của bà Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, và người đứng chung liên danh của bà là ông Tim Walz, thống đốc của tiểu bang Minnesota, trong ngày hôm nay trên đài truyền hình CNN và được phát hình vào ngày hôm nay. Quý vị, ngay sau khi cái tin này đưa ra, sau 38 ngày bà ta trốn tránh và không dám tiếp xúc với giới truyền thông báo chí, thì đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà ta. Tuy nhiên, giống như tôi nói ngày hôm qua, bà ta không dám đi một mình mà phải đi chung với người đứng chung liên danh để đỡ đần cho bà ta. Thì quý vị, chuyện của bà ta thì tôi chưa biết, nhưng mà cái bà ta trả lời như thế nào chúng ta chưa biết. Nhưng trong ngày hôm nay chúng ta đặt câu hỏi là liệu CNN có giữ được cái tinh thần gọi là, họ gọi là neutral, tức là trung dung hay không, hay họ sẽ giở trò gọi là dùng những câu hỏi để mà giúp cho bà ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt là có dám đặt tới những câu hỏi nhạy cảm hay không. Quý vị, trước đó thì ngày hôm nay thì cái team tranh cử của ông Trump đã đặt ra 10 câu hỏi cho CNN có dám hỏi phía của bà Kamala Harris hay không, và đài truyền hình Newsmax đã tóm tắt lại 10 câu hỏi này trong 3 cái trọng tâm. Quý vị, nhóm tranh cử của ông Trump đã viết ra 10 câu hỏi cho CNN để hỏi bà Harris, thì bà Kamala Harris đồng ý là sẽ có cuộc phỏng vấn với lại đài CNN và cùng với lại thống đốc của tiểu bang Minnesota là Tim Walz trong ngày hôm nay thứ năm. Và chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump đã soạn ra một số câu hỏi, trong đó gửi email cho phía đài truyền hình CNN, và trong đó bao gồm luôn việc mà họ bỏ trên trang Platform X, trong đó thì tập trung vào những cái topic, tức là những cái đề tài là bà Harris đã thay đổi, bà đã có những cái hỗ trợ, và bà nói rằng bà bỏ rơi cái chính sách cực tả và bà đã theo đuổi trong nhiều năm. Bà nghĩ rằng sự dối trá này với người dân Hoa Kỳ là một chiến lược tốt cho bà, tức là từ xưa tới nay bà ta chạy theo cái chiến lược cực tả của đám left wing. Bây giờ bà ta nói rằng bà ta không phải là cực tả. Thứ hai là vấn đề của cái vấn đề tâm lý và sức khỏe của ông Joe Biden. Tại sao bà lại che đậy cho ông Joe Biden về tình trạng mà ông ta đã có sự nhận thức suy kém với người dân Hoa Kỳ? Và câu thử hỏi thứ ba liên quan tới vấn đề kinh tế. Bà nói rằng bà có khả năng, đủ khả năng để giảm giá cho thành cho người dân Hoa Kỳ. Tại sao trong 3 năm rưỡi qua bà lại không làm ở trong office, tức là lúc bà đang làm đương nhiệm? Và trong đó thì họ cũng nói rằng là bà Kamala Harris trong cuộc phỏng vấn đầu tiên ngày thứ năm trước lễ Labor Day, và họ nghĩ rằng là họ sẽ có những cái câu hỏi. Thì quý vị, đây là cái câu hỏi mà phía team ông Trump đưa ra cho đài CNN, liệu CNN có dám hỏi hay không. Trong khi đó quý vị, tôi có ở trên đây là cuộc phỏng vấn năm ngoái của đài CNN, cũng là CNN với ông Trump, và trong đó họ có toàn bộ cái bản transcript mà họ dí ông Trump những câu hỏi phải nói rằng là cứng rắn nhất, tức là những câu hỏi mà khó trả lời nhất. Quý vị, ở đây toàn bộ là cái bản transcript của CNN với ông cựu tổng thống Donald Trump. Trong đó thì họ cho thấy tất cả các bản transcript này với cựu tổng thống Donald Trump với sứ ngôn viên đài truyền hình của CNN là Caitlin Collins tại khu vực của Gulftown ở New Hampshire. Trong đó thì quý vị thấy là trong đây có rất nhiều những cái chi tiết mà họ đặt câu hỏi với ông, và trong đó gần như là quý vị có thể vào CNN và đánh cái bản transcript Town Hall with Donald Trump, thì quý vị sẽ có được cái bản transcript này. Tại vì bản transcript này khá dài và tôi không thể đọc hết và dịch hết cho quý vị. Đọc hết, dịch hết thì cũng hết giờ rồi. Do đó thì tôi chỉ cho quý vị thấy những câu hỏi trọng tâm họ nhắm vào ông Trump trước đây. Khi mà ông Trump lần đầu tiên nhận lời phỏng vấn CNN, thì ngay trong nội bộ của ông nhiều người không đồng ý. Bởi vì CNN đã mở chiến dịch tấn công ông Trump từ năm 2016. Và quý vị, nhiều người trong cái team làm việc của ông Trump họ không đồng ý. Nhưng ông Trump vẫn thẳng thắn. Nếu mình không tiếp xúc với những người chống đối mình, thì mình làm sao biết được họ suy nghĩ cái gì. Và do đó, ông nhận lời phỏng vấn với đài truyền hình CNN vào năm ngoái, khi mà ông trở thành ứng cử viên tổng thống. Lúc đó còn đang tranh cử sơ bộ, quý vị. Khi mà ông Trump xuất hiện, ông sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi gay gắt nhất của đài CNN từ biến cố ngày 6 tây tháng 1, từ những lúc mà ông cầm quyền cho tới lúc mà ông không thừa nhận kết quả bầu cử. Và ngoài ra họ còn nói là ông có chỉ trích, ông có nói về ông Mike Pence hay không, vân vân và vân vân. Rất nhiều những cái câu hỏi được xem là khá nhạy cảm
mà ông Trump sẵn sàng trả lời hết. Và ông trong cuộc trả lời đó, ông cũng tố cáo luôn chính quyền của Joe Biden đã vũ khí hóa cái chính quyền liên bang như thế nào, là ông trả lời hết luôn. Ông không ngại bất kỳ một câu hỏi nào khi mà ông lên đài CNN. Thì quý vị, đó là cái câu chuyện của năm ngoái khi mà đài truyền hình CNN phỏng vấn ông ta. Và sau cuộc phỏng vấn này thì quý vị, cái con số kỷ lục từ trước tới giờ thì đài CNN mức trung bình coi live trực tiếp của họ ở cái giờ prime time là từ 500.000 cho tới 800.000 người coi trực tiếp mỗi một đêm cái chương trình mà prime time của CNN. Tuy nhiên riêng trong đêm phỏng vấn ông Trump, cái chương trình này được phát ra trực tiếp đó quý vị, 3 triệu người coi, con số kỷ lục mà CNN đã chưa có trong nhiều năm. 3 triệu người coi. Và cuối cùng thì quý vị, cuộc phỏng vấn này đã giúp cho phía của ông Trump có thể trả lời tất cả những thắc mắc của những người dân Hoa Kỳ liên quan tới những cái trò mà đảng Dân Chủ chụp mũ ổng hay là bôi nhọ ổng, ổng trả lời hết. Thì quý vị, đó là những gì mà chúng ta thấy được CNN đã dí ông Trump. Và họ đứng ở cái cương vị đối lập để dí ông Trump, chứ họ không đứng ở cái cương vị tìm hiểu tâm tình. Đó là cách mà họ đối xử với ông Trump. Và sau cuộc phỏng vấn này thì người đứng đầu của CNN bị sa thải luôn khi mà đồng ý cho ông Trump lên chương trình CNN. Thì quý vị, cuối cùng ông này văng khỏi CNN luôn. Thì quý vị thấy là ở trong CNN thời điểm đó là cái thành phần cực tả rất là nhiều. Họ không muốn phỏng vấn ông Trump. Họ không muốn phỏng vấn ông Trump. Tuy nhiên sau cái biến cố đó thì CNN đã có một cái sự thay đổi âm thầm. Tức là họ dần dần loại tất cả những thành phần cực tả ra bên ngoài, thay thế bằng những người khác ôn hòa hơn ở trong cái hệ thống truyền hình CNN. Và quý vị đã chứng kiến được trong cái cuộc debate giữa ông Trump và Joe Biden, Jake Tapper và Dana Bash đã có một thái độ tương đối là trung dung. Tức là không bị áp lực bởi những kẻ cực tả đặt những câu hỏi. Và quý vị đã thấy được trong ngày 27 tháng 6 và chính cuộc tranh luận trên đài của CNN ngày 27 tháng 6 dẫn tới kết quả Joe Biden phải bỏ cuộc. Sau khi mà ông ta lòi ra việc nhận thức của ông ta quá yếu kém. Thì quý vị, đó là những gì mà chúng ta chứng kiến được CNN đã làm. Từ cái lúc mà phỏng vấn ông Trump lần đầu tiên cho tới cái cuộc debate với lại Joe Biden. Thì quý vị, nó có sự thay đổi của CNN. Có nghĩa là CNN đã loại trừ được, bớt được cái thành phần cực tả nằm trong ban tin tức và trong cái ban biên tập của CNN. Họ loại bớt được một số thành phần này, không phải là toàn bộ, nhưng ít nhất là những thành phần gọi là thù hận ông Trump và thù ghét ông Trump đã bị đẩy ra khỏi CNN. Thay vào đó là những người có cái khuynh hướng tương đối làm truyền thông ôn hòa hơn. Thì quý vị đã chứng kiến được những sự thay đổi trong CNN. Lần này, quý vị, Kamala Harris nhận lời phỏng vấn CNN. Thì những câu hỏi của team ông Trump đặt ra, thì đương nhiên là CNN không cần nhất thiết phải đi theo. Không cần nhất thiết phải đi theo cái câu hỏi của team ông Trump. Nhưng ít nhất họ sẽ phải hỏi tất cả những vấn đề liên quan tới Kamala Harris về việc bà ta đã đóng góp tiền bail cho những tên quậy phá năm 2020 thuộc phong trào Black Lives Matter. Bà ta đã theo đuổi cái chính sách cực tả từ lúc bà ta còn là bộ trưởng tư pháp, từ lúc bà ta còn là công tố viên, cho lúc bà ta trở thành thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Bà ta đã theo đuổi cái chính sách cực tả này, và chính trong cái năm 2020 bà ta còn phản đối luôn cái chính sách của ông Trump về di dân. Thì quý vị, bà ta đi theo cái khuynh hướng rất cực tả này, nhưng bây giờ ra tranh cử tổng thống thì ngôn ngữ bà ta gần như thay đổi. Thì CNN có đặt lại những câu hỏi mà bà ta đã làm trước đây hay không? Đó là chuyện quá khứ. Và thứ hai, trên quy tắc hiện tại, bà ta là đương kim phó tổng thống. Bà ta tuyên bố rằng ngày đầu tiên bà ta trở thành tổng thống, bà ta sẽ giảm giá thành của tất cả các vật giá ở tại Hoa Kỳ. Thì câu hỏi đặt ra, trong 3 năm rưỡi qua, bà làm cách nào trong vai trò phó tổng thống bà để cho vật giá cao như vậy? Và bà không có một cái đường hướng nào giảm đi cái tình trạng vật giá leo thang. Bây giờ phải đợi tới bà ngồi ghế tổng thống rồi, bà mới làm điều đó. 3 năm rưỡi qua bà ngồi ghế phó tổng thống làm cái gì? Quý vị, chưa hết. Quý vị, ông Trump trong cuộc trả lời với CNN, ông nói rằng ông sẽ chấm dứt cuộc chiến của Ukraine và Nga trong vòng 24 giờ đồng hồ. Và lúc đó ông đã tiết lộ một phần, ông sẽ ép Zelensky và Putin ngồi vào bàn đàm phán. Thời điểm đó ông chỉ nói vậy thôi. Sau này với tờ Time Magazine thì ông mới tiết lộ thêm một phần. Nhưng cái thời điểm phỏng vấn với CNN, ông chỉ nói là ông sẽ ép cả Zelensky lẫn Putin ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Vậy thì
Kamala Harris sẽ làm gì để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine? Liệu CNN có đặt câu hỏi này hay không? Và điều quan trọng nhất, cái quốc gia đồng minh cốt lõi của Hoa Kỳ tại Trung Đông là Do Thái. Thì bây giờ quan điểm của bà Kamala Harris là sẽ như thế nào trong cái cuộc chiến sắp sửa bùng nổ lớn? Rồi quý vị, kế tiếp, ok, kinh tế, bà nói vật giá bao nhiêu vậy? Bà làm cách nào giảm đi vấn đề vật giá? Và cái chính sách kinh tế của bà là cái gì? Và CNN có dám hỏi thẳng bà, cái vụ mà tax on tip là của Donald Trump, tại sao bà lấy? Cái vụ mà no tax on tip, tức là không đánh thuế lên tiền tip, cái vụ đó là của Donald Trump đã đưa ra hồi tháng 6. Tại sao bây giờ bà đi ăn cắp ý tưởng của Donald Trump? CNN có dám hỏi những câu hỏi được xem là nhạy cảm này hay không? Quý vị, do đó trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi nói rằng là cuộc phỏng vấn tối ngày hôm nay của CNN với lại Kamala Harris là chúng ta chờ xem coi bà ta sẽ nói cái gì. Và CNN có giữ đúng thái độ trung dung, tại vì lần này bà lên tới hai người lần, không phải mình bà, còn có Tim Wood nữa. Thì khi mà CNN hỏi bà mà Tim Wood nhảy vô trả lời, thì CNN có chậm Tim Wood không? Ồ, câu này tôi hỏi bà phó tổng thống chứ không phải hỏi ông. Lát nữa tôi sẽ hỏi ông câu khác. CNN có dám làm như vậy hay không? Để giữ một thái độ trung dung và để cho Kamala Harris đích thân trả lời. Tại vì sẽ có nhiều câu hỏi Kamala Harris không muốn trả lời, pass qua cho Tim Wood. Thì quý vị, chúng ta sẽ thấy được điều này có thể xảy ra vào tối ngày hôm nay. Cuộc phỏng vấn của CNN với Kamala Harris và Tim Wood. Do đó, CNN có dám thẳng thắn, ê, câu hỏi này tôi hỏi bà phó tổng thống, chưa hỏi ông. Chừng nào chúng tôi hỏi ông trả lời. Thì quý vị, nếu CNN giữ được cái thước đo này và dám hỏi những câu hỏi nhạy cảm, thì tương đối là họ sẽ có một thái độ trung dung. Tại vì người hỏi tối ngày hôm nay là Dana Bash. Dana Bash được xem là bạn thân của Michelle Obama. Thì quý vị, những người này, họ sẽ bắt đầu đặt những câu hỏi mang tính chất là để cho Kamala Harris trả lời, hay sẽ đặt những câu hỏi để Kamala Harris có cơ hội tuyên truyền cho cái chiến dịch tranh cử của bà. Chúng ta chưa biết. Nhưng mà tôi tin rằng với cái sự thay đổi trong một năm qua, CNN không tệ mạt tới mức mà kiss ass bà Kamala Harris. Họ sẽ có những câu hỏi tương đối là touch. Nhưng cái điều là cái quy tắc đặt câu hỏi mới là quan trọng. Quy tắc đặt câu hỏi, những câu hỏi cứng, tức là touch question đó, thì các bạn những câu hỏi mà mang tính chất gọi là nhạy cảm đó, thì chắc chắn cũng sẽ có một vài câu, chứ không phải không có. Nhưng cái cách đặt câu hỏi sẽ như thế nào? Có giống như cái cách đặt câu hỏi trước đây với ông Trump hay không? Mang tính chất tấn công. Hầu hết CNN khi mà đặt câu hỏi với ông Trump đều mang tính chất tấn công. Vậy thì với Kamala Harris, nó sẽ mang tính chất này hay nó sẽ mang tính chất là giúp cho bà ta có cơ hội để có thể trả lời? Cách đặt câu hỏi nữa quý vị. Do đó tối ngày nay tôi đang thắc mắc là CNN sẽ giữ vai trò như thế nào? Sẽ là một cái vai trò trung dung, đứng về phía khán giả, độc giả và cử tri đặt câu hỏi với lại bà Kamala Harris, hay họ sẽ đứng về vai trò là đồng minh của đảng Dân Chủ để bao che cho bà ta? Câu hỏi này sẽ nói lên cái tư thế của CNN, bởi vì cuộc phỏng vấn tối ngày hôm nay nó sẽ đánh giá được cái giá trị của CNN đang ở mức độ nào. Mặc dù là từ 8 năm nay, từ năm 2016 tới bây giờ, CNN đã bị rớt rating rất là nhiều. Tức là cái mức khán giả của họ đã sụt giảm rất là nhiều. Rất là nhiều rồi, thậm chí có lúc mà họ đi tới tình trạng phá sản luôn rồi quý vị. Lần này là cái cơ hội cho họ để phục hồi lại cái uy thế của họ. Nhưng liệu họ có dám đi thẳng thắn để phục hồi uy thế của mình với độc giả, khán giả và cử tri hay không? Hay họ tiếp tục làm đồng minh của đảng Dân Chủ? Chúng ta chưa biết. Nhưng mà những câu hỏi đặt ra cho Kamala Harris, tôi nghĩ rằng không đặt trên tinh thần cá nhân, mà đặt trên tinh thần chính sách, để coi bà ta giải thích như thế nào. Chính sách tức là đối nội, đối ngoại. Đối nội là vấn đề kinh tế, là vấn đề di dân bất hợp pháp, là vấn đề biên giới và tội ác trong cộng đồng. Đây là những vấn đề người dân Mỹ quan tâm nhất. Hay họ chỉ hỏi về vấn đề môi trường, họ chỉ hỏi về vấn đề công lý xã hội, để giúp cho Kamala Harris có thể tìm cách thoái thác những cái chính sách đối nội của bà ta. Và vấn đề touch với lại
tội phạm, tức là cứng rắn với tội phạm, bà ta sẽ phải trả lời như thế nào. Và chính sách đối ngoại, ngoại trừ cuộc chiến của Nga tại Ukraine, cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông, thì cái sự đe dọa của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ, bà ta sẽ đối phó như thế nào? Tại vì trên nguyên tắc bây giờ, cơ quan tình báo quốc gia, rồi FBI, rồi NSA, tất cả đều đưa ra cái kết luận Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu của Hoa Kỳ. Và quý vị thấy trong mấy ngày nay là hacker của Trung Quốc đã tiếp tục liên tục tấn công vào các công ty Internet, các hạ tầng cơ sở về dịch vụ Internet của Hoa Kỳ. Và trước đó họ đã tấn công vào các cái hệ thống vận hành cái nguồn điện của Hoa Kỳ. Do đó, Cộng sản Trung Quốc là một mối đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ hiện nay. Thì bà ta sẽ có cái chính sách nào để mà có thể ngăn chặn sự đe dọa này? Hay bà ta sẽ copy cái chính sách hiện nay của Joe Biden? Ô, chúng tôi vẫn giữ các kênh đối thoại cao cấp với phía của Trung Quốc và chúng tôi sẽ làm việc với họ để tìm cách giữ bình ổn định, hòa bình và an ninh thế giới. Quý vị, những cái ngôn ngữ này chúng ta nghe quen lắm rồi. Chúng ta cần một cái chính sách rõ nét hơn. Bà ta đã có chính sách rõ nét như thế nào đối với sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc, đối với việc mà cuộc chiến của Âu Châu và đối với cái việc mà cuộc chiến đang bùng nổ tại Trung Đông. Chúng ta cần một chính sách rõ ràng. Tại vì tất cả những cái này nó đều tác động tới đời sống và sinh hoạt cũng như là cái sinh sống của người dân Hoa Kỳ và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nó đều tác động hết. Rồi chưa kể quý vị, những cái chính sách khác của Hoa Kỳ ở tại Phi Châu như thế nào trong lúc mà Nga và Trung Quốc đang gây ảnh hưởng tại Phi Châu. Rồi bà ta sẽ bắt đầu có những cái hướng đi kinh tế như thế nào. Ngoại trừ giảm đi cái tình trạng gọi là lạm phát cao, giá cả cao ra, thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đi theo hướng nào? Nếu bà ta cầm quyền. Trong 3 năm rưỡi qua, chúng ta đã thấy kinh tế Hoa Kỳ gần như bế tắc. Không có cửa thoát. Tại vì không có một cái gì kích thích nền kinh tế cả. Kể cả cái Inflation Reduction Act mà bà ta và Joe Biden đã thực hiện cũng không kéo nổi nền kinh tế, cũng không kéo nổi cái mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ. Vậy thì bà ta sẽ làm gì để kéo nền kinh tế Hoa Kỳ mức tăng trưởng khỏe mạnh trở lại, và làm cách nào để cho cái phân lời xuống thấp? Thì quý vị, những điều này là những điều mà người dân Hoa Kỳ quan tâm. Những điều mà dân Hoa Kỳ đang quan tâm, làm cách nào kích thích việc sản xuất tại Hoa Kỳ. Cái đạo luật Inflation Reduction Act hoàn toàn nghiêng về phía môi trường, hoàn toàn nghiêng về phía gọi là thúc đẩy chính sách về môi trường. Nó không mang được cái nền kinh tế mạnh. Bằng chứng là trong mấy năm qua, Joe Biden thúc đẩy rất mạnh từ năm 2022 khi mà cái luật này được thông qua. Thì quý vị, cho tới giờ phút này, từ 22 tới giờ 24 rồi, ngành xe điện kéo không nổi, thậm chí là mùa đông năm ngoái, tất cả hệ thống sạc điện của Tesla đều bị trở ngại. Khi mà cái cơn lạnh mùa đông, nó khiến cho tất cả những cái trạm sạc điện ở phía đông bắc Hoa Kỳ đã sạc điện lâu hơn, cả mấy tiếng đồng hồ, thay vì chỉ tốn có vài mười mấy phút đồng hồ. Do cái thời tiết khí lạnh, nó làm cho tất cả cái hệ thống này bị tê liệt. Có nghĩa là kinh tế xe điện không kéo nổi nền kinh tế của Hoa Kỳ. Kinh tế của cái gọi là solar panel, tức là thái dương điện, hay là tubing, tức là phong điện, cũng không kéo nổi nền kinh tế của Hoa Kỳ. Vậy thì cái chủ lực kinh tế của bà ta là cái gì để kéo nền kinh tế của Hoa Kỳ lên? Chúng ta đã chứng kiến sự thất bại từ năm 2022 rồi. Khi mà cái đạo luật Inflation Reduction Act, tức là đạo luật giảm lạm phát, đã được ban hành, trong đó Joe Biden và bà ta đã thúc đẩy tiền rất nhiều của người dân Hoa Kỳ vào cái kỹ nghệ năng lượng sạch. Thì quý vị, cuối cùng 2 năm qua kinh tế có khởi sắc đâu, mà thậm chí bây giờ còn khó khăn hơn. Nó thất bại hoàn toàn rồi. Vậy thì cái bài toán kinh tế của bà ta là cái gì? Bây giờ tập trung vào AI hả? AI thì tôi đã cắt nghĩa cho quý vị hai cái trở ngại. Cái trở ngại thứ nhất là nguồn nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu mà sản xuất về các cái máy móc để mà sáng tạo AI, nó nằm ở Trung Quốc. 70% nguồn nguyên liệu này Trung Quốc kiểm soát. Và thứ hai là AI bây giờ chưa có một hành lang pháp lý rõ nét. Nó có hai mặt một đồng tiền, tức là trí tuệ nhân tạo này
Một mặt thì nó đóng góp tích cực cho xã hội loài người, nhưng một mặt khác nó đang trở thành một cái đe dọa hủy diệt cả con người. Tại vì cái nguy hiểm của AI nó còn nguy hiểm hơn cả đại dịch nữa. Tức là chúng ta chưa có một cái hành lang pháp lý nào để mà phát triển AI, mà không thể để cho nó phát triển vô tội vạ được. Nó phát triển vô tội vạ là thế giới diệt vong ngay. Cho nên do đó cái AI nó chưa phải là cái động lực để kéo nền kinh tế của Hoa Kỳ. Vậy thì nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ dựa vào cái gì để phát triển và để tăng mức tăng trưởng này? Và CNN có dám dí những câu hỏi này không? CNN có dám đào sâu những câu hỏi này với Kamala Harris hay không? Hay chỉ hỏi cho chiếu lệ xong rồi nhảy qua các topic khác? Nhảy qua những cái topic thuộc sở trường của Kamala Harris. Nào là quyền phá thai của phụ nữ, nào là quyền của người đồng tính, nào là công lý xã hội, công bằng bình đẳng cho mọi chủng tộc. CNN sẽ đặt những câu hỏi về cái lĩnh vực này nhiều hơn, hay sẽ đặt câu hỏi về những cái quan tâm của cử tri nhiều hơn? Đây là một trong những cái thách thức mà tôi cho rằng CNN phải đối diện nếu như họ vẫn tiếp tục duy trì cái thái độ được xem là thiên vị và thiếu công bằng. Thì sau cuộc phỏng vấn tối ngày hôm nay, CNN tự đốt cháy mình trước độc giả, khán giả và cử tri Hoa Kỳ. Tại vì họ không hỏi những câu hỏi mà những người quan tâm muốn đặt câu hỏi. Họ chỉ hỏi những câu hỏi mà giúp cho Kamala Harris có thể đưa ra cái nghị trình của bà ta, mà không đưa ra những cái câu hỏi mang tính chất buộc bà ta phải giải quyết những vấn nạn của quốc gia. Do đó quý vị, tối ngày hôm nay tôi nói là một cái thách thức với CNN, và sẽ có bao nhiêu người xem chương trình CNN so với một năm trước đây, khi mà ông Trump xuất hiện trên CNN lần đầu tiên, livestream trực tiếp của CNN 3 triệu người coi, so với mức trung bình của họ là từ 500.000 tới 800.000 người coi mỗi một cái giờ prime time. Nó sẽ nói lên tất cả những cái sự thật, và nó sẽ lột trần trụi ra tất cả những cái trò đánh bóng lăng xê trong thời gian qua. Và liệu sau cuộc phỏng vấn tối ngày hôm nay thì nó sẽ thổi CNN, nó sẽ thổi bà này lên nữa, hay nó sẽ lột trần truồng bà này trước công chúng, trước khi bà ta tranh luận với ông Trump ngày 10 tây tháng 9? Tại vì quý vị, cuộc phỏng vấn ngày hôm nay CNN đóng vai trò quan trọng cho chính họ và cho chính cử tri. Tại vì nếu CNN muốn thuyết phục cử tri, muốn thuyết phục tất cả những khán giả độc giả của họ, họ phải có thái độ trung dung. Họ phải biết đặt những câu hỏi gây khó khăn cho Kamala Harris. Và tôi từng nói quý vị, truyền thông sở dĩ mà có chỗ đứng trong công chúng là họ biết đặt mình đối lập với chính phủ và giám sát chính phủ. Quý vị thấy những năm mà ông Trump làm tổng thống, CNN có số lượng người coi cao, là bởi vì họ đặt họ vào tình trạng đối lập với ông Trump. Truyền thông đặt mình vào cái cương vị đối lập với chính quyền thì luôn có chữ uy thế ở trong công chúng. Tại vì công chúng họ bất lực, họ không có khả năng chỉ trích, họ không có khả năng phê phán đối với chính quyền. Nhưng mà truyền thông có, truyền thông có đầy đủ phương tiện để làm chuyện này. Nhưng mà nếu truyền thông đóng vai trò thiên vị và kiss ass chính phủ thì họ mất chỗ đứng thôi. CNN cũng vậy. Nếu họ làm đúng vai trò của họ, thì quý vị, tối ngày hôm nay CNN có dám đặt những câu hỏi mang tính chất là nhạy cảm với Kamala Harris hay không? Và sẽ có bao nhiêu câu hỏi đặt với Tim Walz? Và có để cho Tim Walz nhảy vào đỡ đần cho Kamala Harris hay không? Cách điều hành của CNN tối ngày hôm nay nó sẽ được phơi bày. Và tôi tin rằng là ít nhất họ cũng sẽ có một số câu hỏi nhạy cảm chứ không phải không. Nhưng những câu hỏi này nhạy cảm này có được nhấn mạnh hay không? Hay chỉ mang tính chất hỏi chiếu lệ và không đào sâu thêm rồi nhảy qua một cái topic khác? Đây là cái tôi nói là kỹ thuật đặt câu hỏi. CNN tự nhận là một trong những công ty truyền thông hàng đầu của Hoa Kỳ. Có dám đào sâu và follow up những câu hỏi hay không? Hay chỉ hỏi những cái câu nhạy cảm với tính chất chiếu lệ, cho bà kia muốn trả lời gì trả lời, xong rồi họ nhảy qua một topic khác, thay vì đào sâu vào, giống như họ đã từng làm với ông Trump. Giống như họ đã từng làm với ông Trump trong cái town hall năm ngoái. Quý vị, chúng ta đang chờ xem cái thái độ của CNN, và chúng ta đang chờ xem coi cái phản ứng của công chúng Hoa Kỳ. Và đương nhiên, ngày mai sẽ có nhiều cái ý kiến binh và chống với cuộc phỏng vấn này.
đám dân chủ thì sẽ ca ngợi đây là cuộc phỏng vấn thành công và Kamala Harris đã convince, thuyết phục được chúng tôi, bla 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 bla. Bên chống thì cho rằng CNN đã không làm đúng vai trò và Kamala Harris đã tránh né những câu hỏi nhạy cảm. Thì quý vị, cái phản ứng ngày mai nó sẽ nằm ở hai điểm này mà thôi. Vấn đề ở chỗ là cử tri. Cử tri họ không ngu nữa. Giống như tôi nói, mấy năm nay cử tri Hoa Kỳ đã sáng mắt. Họ không bị bịp bợm bởi cái lời tuyên truyền và những lời mỹ danh nữa. Họ muốn nhìn vào thực tế công việc. Họ muốn nhìn vào thực tế công việc của các lãnh đạo để họ đánh giá khả năng. Chứ không có nghe lời tuyên truyền hay là những cái lời bịp bợm của đám truyền thông dẫn dắt họ nữa. Nhất là bây giờ mạng xã hội phổ thông. Người ta có thể tiếp cận với rất nhiều những thông tin khác nhau. Và người ta có thể tự mình phân tích đối chiếu so sánh để nhận định cho chính bản thân của mình mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai. Quý vị, tối ngày hôm nay chúng ta biết được người dân Hoa Kỳ quan tâm cái gì. Còn CNN có nhấn mạnh về cái sự quan tâm của người dân Hoa Kỳ hay không? Điều đó còn lại thuộc vào CNN. Tuy nhiên thì giống như tôi nói là tất cả đều phải chờ cái cuộc phỏng vấn tối ngày hôm nay. Chúng ta đang chứng kiến một cái cuộc gọi là phỏng vấn, mà cái cuộc phỏng vấn này nó đúng nghĩa của phỏng vấn hay không, hay nó cũng chỉ là một cái hình thức gọi là che đậy tuyên truyền cho phía đảng Dân Chủ. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!